Trung ương đồng ý ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước. Thưa quý vị, Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại cuộc họp bất thường chiều ngày 17 tháng 1. Sau khi xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng, thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông cáo phát ngay sau cuộc họp, Trung ương đánh giá ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu, thông cáo nêu. Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước đứng đầu nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc, 69 tuổi, quê Quảng Nam, trình độ cử nhân kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 3 khóa liên tiếp từ 11 đến 13, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa liên tiếp từ 10 đến 13, đại biểu Quốc hội 4 khóa 11, 13, 14, 15. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ông về quê làm cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ chuyên viên, phó văn phòng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông làm Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị khu du lịch Furama, Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1997 đến năm 2006, ông làm Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Tháng 3 năm 2006, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rồi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 8 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, 5 năm sau được Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Tại Đại hội 13 đầu năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong 2 trường hợp đặc biệt, Bộ Chính trị khóa 12 tái cử. Tháng 4 năm 2021, ông Phúc được bầu làm Chủ tịch nước. Đầu nhiệm kỳ khóa 13, Bộ Chính trị có 18 ủy viên, sau khi ông Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc thôi chức, Bộ Chính trị còn 16 ủy viên. Tết Nguyên đán nên giữ hay nên bỏ? Thưa quý vị, không phải đợi đến lúc này, các tranh luận về việc nên giữ hay nên bỏ Tết cổ truyền mới trở nên sôi nổi. 16 năm trước, vấn đề này đã từng được đặt ra và nhận về khá nhiều ý kiến tán thành cũng như phản đối. Cách đây 16 năm, năm 2006, giáo sư Võ Tòng Xuân đã từng đề xuất bỏ Tết Nguyên đán và nhập chung với Tết Dương lịch. Phát biểu ngày đó của ông là còn ăn Tết ta, đất nước còn nghèo đã gây tranh cãi dữ dội. Tết Quý Mão này, ý kiến của giáo sư Võ Tòng Xuân lại được khơi lên và tiếp tục gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Xem ra vấn đề giữ hay bỏ Tết Nguyên đán vẫn là vấn đề gây chú ý rộng rãi trong nhiều tầng lớp nhân dân. Trong thực tế, nếu quy Tết Nguyên đán là dịp nghỉ kéo dài, gây lãng phí, tốn kém, ách tắc các hoạt động giao thương, vì trong khi ta nghỉ Tết thì phần còn lại của thế giới vẫn hoạt động bình thường, là khá chủ quan và phiến diện. Để bảo vệ cho quan điểm bỏ Tết Nguyên đán, nhiều người đã lấy Nhật Bản làm ví dụ. Ta thấy dân tộc này vươn lên mạnh mẽ khi tiệm cận với các thông lệ quốc tế, nhưng nếu thế sẽ giải thích sao với trường hợp của Trung Quốc khi họ vẫn đang có những cuộc quốc vận hàng trăm triệu người về quê đón Tết và kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 20 ngày, mà vẫn là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tết Nguyên đán của Việt Nam hàm chứa rất nhiều giá trị quan trọng để kết nối gia đình, làng xóm, cộng đồng. Đó không đơn giản là một dịp để người đi làm xa về thăm nhà hay đi chơi, xả stress sau một năm làm việc. Tết đối với người Việt còn là dịp ôn cố tri tân, nhìn lại những gì đã qua để điều chỉnh sự phát triển trong hiện tại hài hòa. Ý nghĩa này không phải dân tộc nào cũng có. Chính tinh thần đặc biệt này với các biểu hiện như cúng kiếng tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn với tiền nhân, cha mẹ, thầy cô là những chiếc neo giúp xã hội Việt Nam lưu giữ là trao truyền các giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Chính những dịp như Tết đã góp phần hun đúc tinh thần dân tộc, giúp Việt Nam có được sức mạnh đặc biệt vượt qua nhiều giai đoạn vô cùng khó khăn trong lịch sử. Do vậy, bỏ Tết không phải là một ý kiến tích cực nếu xét trên khía cạnh này.
còn nói như Tết khiến các công ty xí nghiệp bị bê trễ công việc, ảnh hưởng đến hợp đồng cũng như các cơ hội đầu tư, hợp tác thì cũng không hoàn toàn chính xác. Thực tế lúc này không bao giờ có chuyện vì Tết mà các cơ quan công ty xí nghiệp hay cơ sở kinh doanh ngừng làm việc hoàn toàn. Luôn sẽ có người chịu trách nhiệm trực ban để xử lý công việc trong thời gian Tết diễn ra. Mỗi cơ quan xí nghiệp, công ty, cơ sở kinh doanh dựa trên đặc thù ngành của mình mà đã tự có các kế hoạch, phương án dự phòng cần thiết. Thêm một lý do để cần Tết, vì đây là dịp để đẩy mạnh tiêu dùng, sản xuất, kích cầu cho nền kinh tế. Những ngày giáp Tết Nguyên đán là thời kỳ cao điểm kinh doanh của thị trường bán lẻ. Qua đó giúp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, dịch vụ lữ hành, vui chơi, giải trí, giao thông vận tải, tăng năng suất, nâng cao lợi nhuận, đem lại tăng trưởng chung cho nền kinh tế. Ngay thời điểm này, theo thống kê của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của riêng thành phố ước tăng 30,6% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 20,4%. Đối với mặt tiêu cực của Tết Nguyên đán như tệ nạn say xỉn, bài bạc, quà cáp thì vẫn có thể khắc phục, chế tài bằng luật pháp. Thêm nữa, khi dân trí càng cao thì tự nhiên các hủ tục nêu trên cũng dần bị đào thải theo quy luật phát triển của xã hội. Tết là văn hóa, mà văn hóa cũng như mọi thứ khác luôn luôn biến đổi để thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh. Khi nào Tết vẫn còn khiến người dân Việt thấy nôn nao, mong chờ, xúc động, Tết vẫn sẽ cần. Luật bất thành văn khi đưa xe ô tô đi đăng kiểm. Thưa quý vị, từ những vụ việc tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm, sai phạm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhiều ý kiến lên tiếng về khoảng tối như luật bất thành văn phải bỏ tiền trong xe khi vào đăng kiểm. Khoảng tối bị coi là luật bất thành văn trong hoạt động đăng kiểm lộ dần sau những tiêu cực, sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm bị phơi bày. Thực trạng này cần những giải pháp mạnh tay để làm sạch chính mình, chuẩn hóa con người, thiết bị và tường minh trong xã hội hóa. Hành vi nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, công an nhiều địa phương liên tiếp khởi tố các vụ án, bắt tạm giam hàng chục lãnh đạo, nhân viên trung tâm đăng kiểm để điều tra sai phạm trong hoạt động ở lĩnh vực này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, tính đến ngày 12 tháng 1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới. Đáng lưu ý, không chỉ có lãnh đạo, cán bộ ở các trung tâm đăng kiểm sai phạm, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam với tội danh nhận hối lộ gồm Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng, Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 11 tháng 1 về tội nhận hối lộ. Luật bất thành văn để tiền trong xe khi đăng kiểm. Câu chuyện chuẩn bị tiền để trong xe ô tô khi đi đăng kiểm gần như được truyền miệng, người này mách người kia mỗi khi đưa xe vào các trung tâm. Thực tế, nhiều chủ xe đã coi đây là việc làm bình thường, nên khi nghe người này, người kia mách cũng tự giác làm theo. Có một thực tế, khi lái xe để tiền trong ô tô, đưa xe vào đăng kiểm, số tiền có thể 100.000, 200.000 đồng hoặc hơn, nhưng sau đăng kiểm, số tiền này không còn. Trao đổi với báo chí, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội chia sẻ, ông cảm thấy buồn trước việc hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa, hàng chục cán bộ đăng kiểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Liên cũng thừa nhận thực tế, bản thân là người trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm hàng chục năm trời, cũng biết luật bôi trơn này nhưng bất lực, vì có nói cũng không giải quyết được. Số tiền lấy từ các cá nhân, chủ phương tiện không quá nhiều, nhưng tổng hợp lại thành tiền tỷ. Đấy cũng là tham nhũng dù chỉ là tham nhũng vặt, ông Liên nhìn nhận. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng nói, tôi đảm bảo rằng gần như 100% xe và đăng kiểm phải để vào cốp 200.000 đồng. Đấy là những xe mới, còn đối với những xe cải hoán, xe cũ kỹ thì giá cho bôi trơn là vô cùng. Thực tế có bôi mới trơn khi đăng kiểm. Theo ông Bùi Danh Liên, có một thực tế là cả hai bên chủ xe và đăng kiểm viên đều tự nguyện đồng thuận trong việc bôi trơn. Chủ các phương tiện muốn không bị gây phiền hà nên dúi tiền cho nhanh mà không biết hoặc giả vờ không biết họ đang đồng lõa với tham nhũng. Vì vậy, một loạt sai phạm xảy ra vừa qua, xét riêng với việc nhận tiền bôi trơn thì có lỗi từ cả hai phía là trạm đăng kiểm và chủ các phương tiện. Tình trạng bỏ tiền bôi trơn cho nhanh rất phổ biến, vậy nên khi dẫn xe vào đăng kiểm, việc đầu tiên là chuẩn bị phong bì để trước kính hoặc trong xe. Ông Liên cho hay,
Từ thực tế ấy, ông Liên cho rằng cũng có lý do từ việc chủ phương tiện đã không phản ứng mà chấp nhận tiêu cực để được việc. Hầu hết các chủ phương tiện đã tự đồng tình với luật bất thành văn. Ngoài ra, còn lý do từ việc cán bộ đăng kiểm vi phạm. Do đó, theo ông Liên, chuyện tiêu cực để tiền trong xe, chủ phương tiện cũng nên tự kiểm điểm lại mình. Tại sao tham gia đồng tình với việc tiêu cực đó? Tại sao tự bỏ tiền ra bồi dưỡng dù không ai bắt buộc? Tiêu cực cũng xuất phát từ chủ phương tiện, chứ không nên đổ lỗi cho riêng cơ quan quản lý. Người dân không quan tâm đến việc đảm bảo kỹ thuật của phương tiện thật tốt nên mới tìm cách để được cho qua, ông Liên bày tỏ. Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh cho rằng chủ phương tiện đã tiếp tay cho tham nhũng vặt. Đây là tật rất xấu, nhiều người biết mà không lên án, có người tặc lưỡi nói, có 200.000 thôi cho người ta. Theo tôi, phải xóa bỏ quan niệm này, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành nêu ý kiến.